Thưa quý vị, những ngày vừa qua, mưa đá và dông lốc đã xảy ra tại nhiều tỉnh phía Bắc, gây nhiều thiệt hại cho người dân. Trước tình hình này, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương bị thiệt hại cần phải huy động nguồn lực để khắc phục hậu quả, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, ổn định đời sống sản xuất cho nhân dân. Đồng thời cần phải đề cao cảnh giác vì hiện tượng thời tiết cực đoan có thể còn tái diễn trong thời gian tới. Theo báo cáo nhanh của 7 tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Sơn La, dông lốc, sét, mưa đá đã làm một người chết do điện giật ở Hà Giang, 16 người bị thương, 351 nhà bị sập, 5.218 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Về cơ sở hạ tầng có 22 điểm trường và 7 công trình văn hóa, 3 nhà xưởng bị tốc mái, hư hỏng, 1 cầu giao thông bị cuốn trôi, 34 cột điện bị gãy đổ, hàng trăm hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại. Hiện công tác khắc phục và thống kê thiệt hại đang được chính quyền địa phương thực hiện. Gần 130 hộ có nhà bị vỡ ngói, tốc mái hoàn toàn đã được vận động và hỗ trợ chuyển đến ở nhờ nhà người thân. Các hộ bị thiệt hại một phần mái được vận động tự khắc phục, sửa chữa để sớm ổn định cuộc sống. Đến thời điểm này, hệ thống lưới điện trên các trục đường chính cơ bản đã được khắc phục. Những trạm biến áp phân phối đã được đảm bảo an toàn và đóng điện trở lại. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang phân ra 8-9 nhóm anh em đang đi tập trung xử lý 4 vùng quanh thành phố. Và đến 9 giờ hôm nay thì cũng đã đóng lại được cái đường trục, 2 cái đường trục chính từ km 9 ra đến chỗ bệnh viện Sản Nhi và từ km 9 dọc theo đường Trần Phú ra đến chỗ công an tỉnh. Thì hiện nay chúng tôi đóng lại 2 cái đường trục. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt mưa này khá lớn được ghi nhận như ở Hòa Bình 76mm, Bắc Mê, Hà Giang 95mm, Lạng Hà Nội 139mm, Chí Linh Hải Dương 98mm. Đặc biệt tại Hà Nội chiều ngày 3 tháng 3 đã xảy ra mưa lớn với lượng từ 40 đến 60 mm trong vòng 1 giờ. Đây cũng là lượng mưa cao nhất vào tháng 3 tại Hà Nội trong vòng 50 năm qua, kể từ năm 1971 đến nay, gây ngập úng nhiều tuyến đường và khiến nhiều cây xanh đổ gãy làm hư hỏng tài sản của người dân. Miền Bắc đang bước vào giai đoạn chuyển mùa nên dạng thời tiết này sẽ còn lặp lại phổ biến trong thời gian tới. Bởi vì mưa đá là nó thường và đặc biệt là cái sự ô nhiễm không khí ở gần đấy là có nhiều nơi là nó rất là mạnh. Và trong mưa đá thì trong thành phần mưa đá thường nó kèm theo chất bẩn và có thể có axit. Do đó là bà con và đặc biệt là tuyệt đối là chúng ta không dùng nước mưa để ăn, cũng không dùng cái nước đá để ăn và tuyệt đối cũng không dùng cái nước đá để tắm. Hiện tượng mưa đá cũng thường xuyên xuất hiện trong các tháng chuyển tiếp giữa thời tiết lạnh sang thời tiết nóng hoặc ngược lại. Các tháng này thường có sự giao tranh mãnh liệt giữa các phân tử ở hai khối không khí có bản chất trái ngược nhau. Chính sự giao tranh này tạo nên những vùng đối lưu rất mạnh gây mưa rào và dông kèm theo mưa đá.